thôn Nà Quáng luôn quan tâm vận động người dân phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên thoát nghèo, coi phát triển kinh tế là tiền đề để ổn định cuộc sống. Vì vậy, người dân chú trọng phát triển nông lâm nghiệp. Các hộ dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tận dụng lợi thế địa phương để phát triển chăn nuôi trâu và lợn, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Đến nay, thôn chỉ còn 6 hộ nghèo. Luôn luôn chỉ đạo các ngành đoàn thể và nhân dân tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và thực hiện sản xuất, phát triển kinh tế trong thôn. Thứ nhất về cây nông nghiệp và thứ hai là lâm nghiệp. Chủ yếu thì là trong thôn thì là vừa cấy hết diện tích làm trong 2 vụ và chăm sóc bảo vệ rừng trồng. Bên cạnh việc phát triển kinh tế thì đời sống văn hóa tinh thần cũng được người dân quan tâm thông qua các hoạt động văn hóa thể thao. Trong thôn đã thành lập được một câu lạc bộ hát then đàn tính từ năm 2014. Đến nay đã có 14 thành viên chủ chốt tham gia nhiều chương trình giao lưu tại các địa phương trên địa bàn huyện và thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ tại thôn bản phát triển. Ở trong quá trình mình đi tập rồi thì đi hát biểu diễn thì đi được rất nhiều nơi rồi, thì ví dụ như là đi Sơn Dương rồi đi bản cho Lam Sơn thì đi các giao lưu ở Huế, văn hóa Huế thì các thôn như ở Cường Lợi thì thôn Quan Học rồi ở cái thị trấn, nói chung là rất nhiều nơi. Thôn Nà Quáng có 52 hộ dân với trên 200 nhân khẩu. Hàng năm thôn đạt từ 92% số hộ gia đình văn hóa trở lên. Thôn duy trì nhiều năm liền danh hiệu khu dân cư văn hóa. Có được kết quả này là do sự vào cuộc quyết liệt của Ban công tác mặt trận thôn trong công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện theo các tiêu chí của phong trào, lấy quy ước, hương ước làm gốc để mỗi người dân thực hiện. Bản thân các hộ dân đã ý thức được việc thực hiện phong trào sẽ mang lại nhiều lợi ích trong cuộc sống, đặc biệt là tạo gắn kết giữa mỗi con người, tình làng nghĩa xóm càng khăng khít, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Luôn tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới toàn thể bà con nhân dân trong thôn. Qua đó bà con luôn tin tưởng, chấp hành tốt mọi quy định của địa phương, không có người vi phạm pháp luật. Tỷ lệ đạt gia đình văn hóa khá cao. Danh hiệu khu dân cư văn hóa cũng có nhiều tiêu chí khó duy trì. Tuy nhiên, với sự đồng lòng nhất trí của nhân dân thôn Nà Quáng đã xây dựng được một khu dân cư tiêu biểu, góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.